Xin kính chào các quý vị Vâng, hậu trường đằng sau những bộ dàn cao cấp đó chính là những dòng dây 2N Và những dòng dây 2N này thì là vừa truyền dẫn tín hiệu lại là vừa truyền dẫn điện Và trong đó có một hãng nổi lên rất nổi tiếng Đó là hãng Fulltech đến từ Nhật Vâng, người Nhật thì người ta bền bỉ, tinh tế Và người ta đã đưa ra dòng sản phẩm Thực sự đúng chữ là 2N Và trong đó thì như chúng ta xem đây một cái bảng list Để người ta giới thiệu về những dòng, những dòng dây dẫn đây là những dòng cáp nguồn để truyền tải điện. Thì nó sẽ có những dòng 314AG là rất là nổi tiếng để cho dành cho những bộ dàn nhỏ một chút. Và dòng S762, rồi dòng 503. Đây là những dòng cáp lớn hơn để mình truyền tải những đoạn đường xa hoặc là những bộ dàn nó thực sự là rất là cao cấp. Còn về phần dưới này thì đây là những về những hệ thống của nhạc số. Còn đây là những cái phần của để sử dụng cho những cáp loa để mình có thể chạy được thì tựu chung lại là đây là những dòng vua transmission đó là chính là những dòng dây gọi là tinh diệu tức là cái độ truyền tải âm thanh nó được ở trong tốt nhất và truyền tải điện ở trong cái điều kiện gọi là hoàn hảo đến cái độ mà người ta gọi là tinh sạch đó tại sao khi hãng Flutech đưa ra với những giải pháp đó chính là NCF Nano Crystal Formula đấy là một trong những cái gọi là sự sạch sẽ trong âm thanh và cái khó nhất của trong âm thanh đó chính là tìm ra được những cái chân lý và tìm ra được những cái rút lại những cái kinh nghiệm và tìm ra được những cái phương hướng để làm sao để càng ngày càng đưa những dòng sản phẩm trước đây nó chưa được hoàn thiện thì bây giờ càng ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng cái quan trọng tự chung lại là sẽ phục vụ cho những đôi tay già, các bác áo đô để có nhiều cái sự lựa chọn và làm sao để cho tiếng âm thanh nó mang tính tự nhiên truyền tải tốt nhất. Khi nói đến dòng Fulltech thì các bạn biết từ Nhật và người Nhật thì người ta cũng đã nghiên cứu ra làm sao để hạ được cái nhiệt độ dây xuống dưới âm 250 độ âm. Sau đó người ta lại cho thức tỉnh lại. Qua một thời gian ngâm và người ta lại cho thức tỉnh lại. Và để đạt được những cái tiếng đó thì sau thời gian nghiên cứu thì sẽ có những cái hệ quả đằng sau của các cái dây đã được ngâm ủ lạnh rồi. Đó là gì? Đó là tính linh hoạt, đó là tính linh động, đó là tính tự nhiên. Và cái quan trọng nhất của người chơi audio đó là tiếng bắt mạnh mẽ, êm và sâu Thì người Nhật người ta đã làm được Đó là câu chuyện về nói đến người Nhật Và những dòng dây của Fulltech Còn hôm nay tại shop Âu Thiên Hà chúng tôi lại chia sẻ một nguồn dây Chính vì những sự quá nổi tiếng, quá hoàn hảo, quá tuyệt vời của dòng dây Fulltech Và hiện tại trên thị trường đã có những dòng dây nhái thì các bạn vẫn cứ thường quen gọi là dây fake hoặc dây giỏm hay là dây gì đó nhưng mà tôi chỉ biết là nó dây là không của đúng chính hãng và nó được một nước thứ ba sản xuất và đưa lại một cái giá thành tương đối là rẻ nhưng mà nhiều người khi mua thì cũng chỉ có một chút là suy nghĩ đơn giản là dây là truyền tải điện là tốt rồi hoặc truyền tải âm thanh là tốt rồi nên không còn chú trọng đâu là dây hãng và đâu là dây giỏm nữa và chính vì vậy thì nó mới sinh ra một hệ thống là khi nghe nó bị vỡ tiếng, nát tiếng và nó bị sai lệch về âm thanh. Vì tại sao? Tất cả các dây dòm kia làm đều là những loại đồng rất là tồi. Và phần thứ hai là còn có cà pha cả những dây nhôm vào để làm giảm giá thanh xuống. Và trên tay tôi đây thì đây là cuộn dây mà chúng tôi đi đánh ở triển lãm tại AV Show 2022 ở Daiu. U. Đây là chúng tôi đã đầu tư đến 40 mét dây này để chạy từ cáp điện tổng của Daiu U ra ngoài đến Actomat của phòng nghe của Thiên Hà Audio đó như các bạn nhìn thấy chúng tôi đầu chúng tôi còn có thể bóp cả cốt và hiện tại bây giờ cái dây là chúng tôi vẫn đang để đây để chúng tôi sử dụng còn có một bác đến đây cũng đã chia sẻ tại sao tôi mua dây nó lại không giống như những cái gì mà các bạn chia sẻ đó chính là một cái điều bất cập khi các bạn không phải mua của chính hãng đó là một điều rất tệ là dễ bị dính và dây dòm và trên tay tôi đây thì có hai cái cáp đây là một cái cáp thừa của một đoạn nhỏ của dòng 726 Các bạn nhìn xem Nó rất là nhỏ nhưng nó chắc chắn Nhưng mà nó sẽ có độ cứng Tôi chỉ muốn truyền tải làm sao Để cho các bạn có một cái nhìn nhận dễ nhất Để khi các bạn mua dây Thì các bạn cũng có thể cảm nhận ra được Chứ đúng là nói trên này mà không có sự so sánh thực tế Thì đúng là rất là khó Vì chỉ có một cọng dây này thôi Thì làm sao có gì để mà so sánh Hoặc là các bạn chỉ nhìn cảm quan thế này thôi Thì thấy cái màu nó cũng đúng Thì làm sao lấy là gì để so sánh Vâng Tôi sẽ lấy ngay một cọng dây dởm để cho các bạn nhìn đây chính là 726 bt của hàng dởm khi các bạn nhìn thấy thì các bạn sẽ thấy cái độ mềm của nó đó vì tại sao tại sao nó mềm tại vì những cái nhựa BBS này thì nó không được chắc chắn và nó sẽ có các cái sợi tép lông bên ngoài nó không búi chính xác được đó là hai cái yếu tố để nó sẽ mềm hơn cái dây này và so với cái dòng dây xịn thật thì đây như các bạn nhìn thấy là cái diện tích của tức là cái mặt cắt của dòng dây dởm thì bao giờ nó cũng to hơn đúng không? nhìn cho các bạn nhìn thấy ạ. qua mắt thường thì chúng ta cũng đã nhìn thấy. và một cái nhận diện nữa nếu các bạn tinh ý thì các bạn có thể soi được cái, cả cái mặt chữ này luôn. mặt chữ của cái dòng này thì bao giờ người ta in bằng uh, lưới thì bao giờ nó cũng sẽ bị nhòe, nó sẽ bị nhòe và nó không có độ ánh, nó không có độ chìm sâu. còn cái còn cái còn cái bên uh, hãng thì người ta in thì nó sẽ được là cái độ ánh sâu hơn vì người ta in trực tiếp bằng trên máy khi người ta đùn nhựa ra đến đâu người ta sẽ in luôn trực tiếp bên đấy thì nhìn ánh nhưng mà để nói được cái này thì đúng là cũng là khó là vì không có sự so sánh nên chúng ta chỉ cốt lõi lại là chúng ta sẽ so sánh cái gì vâng đây bây giờ tôi lại chuyển sang cái cáp dây mà chúng tôi đã sử dụng rồi thì chúng ta sẽ so sánh từ lõi bên trong như lõi bên trong thì các bạn nhìn thấy thì đầu tiên thì các bạn cũng sẽ thấy hai bên đều sẽ có hai dây đỏ để đấu cho dây gọi dây nóng và bên này là dây trung tính và bên này thì là có một cái dây này nữa thì là để người ta sẽ đấu sang là một cái dây xuống địa thì như chúng ta nhìn thấy nếu dưới ánh đen thì các bạn sẽ thấy là hoàn toàn bộ các cái nhựa bọc bên ngoài của các cái cáp loa này thì bên này sẽ bị bóng hơn dưới ánh đen các bạn sẽ nhìn thấy cái độ bóng hơn bên này muốn soi cái gì soi thì bạn cũng không thấy độ bóng chứng tỏ cái nhựa của người ta làm rất là chất lượng chứ không phải đây là nhựa bóng vì nhựa bóng này nó sẽ bị nhiều hạt và nó sẽ có bị pha tạp nhiều chất dù kể cả là nó là màu đỏ hay đó là màu vàng thì các bạn cũng sẽ thấy nó giống hết nhau, đúng không ạ? Bên bên này của tay tôi cầm là dây xịn nó sẽ không bóng bằng cái dây bên này, bên này sẽ bóng hơn. Và một phần nữa là khi chúng ta chuyển sang cái cáp bên này thì các bạn nhìn thấy bên này là nếu mà nhìn đây dưới ánh đen thì các bạn sẽ không thấy cái độ xoắn búi của cáp loa. Còn bên này tôi đã cắt một đoạn dài này ra để các bạn nhìn thấy thì các bạn sẽ thấy nó có độ xoắn búi của cáp loa, Đấy, nó sẽ xoắn vào nhau như này. Khi các bạn nhìn thấy thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay Còn về ngay cả những cái tép lông để bên ngoài để khi người ta gọi là cái vanh đê để người ta bọc để người ta giữ Thì bên hãng này người ta cũng đã đưa ra những cái vanh đê là rất là tròn mà nó sẽ bó xung quanh để nó làm chặt lại ba cái cọng dây này và ở ngoài nó vừa là bảo vệ cho cọng dây này khỏi bị kéo giãn phần thứ hai nó vừa bảo bảo vệ phần thứ ba nữa nó là vừa là chống nhiễu thì bên này thì gần như là không có gần như là nó sẽ bị rời rạc và nó rất là mỏng đó là những cái yếu tố mà khi chúng ta nhìn cảm quan bên ngoài còn bây giờ chúng ta nhìn vào lõi bên trong đi nhìn vào lõi bên trong thì các bạn sẽ thấy bên này tôi sẽ xoắn một cái bên này đại diện cho một bên của bên này là dây giòm thì các bạn nhìn thấy các sợi đồng nó rất là tơ và mảnh nên nó yếu với mức độ này vâng những cái sợi đồng này thì gần như là đã có bị pha tạp và các tạp chất này rất là dở vì với tiêu chí của dòng alpha này thì những sợi đồng là luôn luôn phải là tinh khiết và phải là đồng xịn và đồng ofc ở chất lượng cao nhất thì không thể nào một đồng mà mềm đến như sợ như này Mọi người lại cứ nghĩ là càng nhiều sợi đồng nhỏ này thì chất lượng lại càng tốt thì hoàn toàn là không phải vì cái này nó sẽ có tiết diện cắt của nó là 15mm rất là nhỏ của trong này Còn bên này thì tôi cũng sẽ lấy bên này nhưng mà nó bị bó bên này tôi lại sẽ lấy một sợi bên này ra thử Thì các bạn sẽ thấy xem là cái sợi đồng bên này như thế nào Vâng nó rất là cứng, này. các bạn sợ tôi, tôi, tôi gẩy tay này, các bạn đã thấy nó độ cứng, này, nó đâm này. Như bên này, ấn vào nó mềm, này, nó xoắn lung tung này. Đấy, Còn bên này nó sẽ ống ánh đồng lên mà cái này tôi dùng từ AV show tôi đã, đã gần một năm rồi mà hiện tại bây giờ là vẫn còn ánh đồng lên như này thế là chứng tỏ là nó không bị oxy hóa và là không bị lão hóa theo dây đó gần một năm rồi mà chất lượng đồng nó vẫn được như này. thế này thì đây là một trong những cái cặp dây mà cái dòng dây mà rất là xịn và cũng gọi là ở cái phân khúc rất là cao cấp của hãng Furutech đó là những cảm quan là khi các bạn nhìn vào còn nếu mà dùng kéo để cắt cái đầu đấy đi thì chúng ta sẽ thấy trong này nó có bảy búi và nó có nhiều sợi đồng nhỏ và nó sẽ bện với nhau và bảy búi đó các bạn sẽ nhìn thấy nó rõ rệt ở trong một cái kết cấu này cắt cái này đi thì nó sẽ bảy cái búi đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sự rõ rệt và các bạn hãy đợi tôi một phút tôi sẽ cắt ngay cho các bạn cảm nhận cho nó rõ ràng hơn là để các bạn phân biệt được về làm sao tôi muốn giúp các bạn là cái sự uh, tìm được một cái dòng sản phẩm tốt để cho mình sử dụng mới là quan trọng còn những cái gì yếu tố của chúng tôi có thể là chi phí hoặc là những cái gì đó mà để uh, thêm thắt một chút để cho nó có sự hiện diện hơn nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm hết mình vì quý khách đợi chúng tôi một phút vâng trên tay tôi giờ là máy kéo tôi sẽ cắt và tôi sẽ không nói dây nào là dây thật và dây nào là dây giả để xem các bạn có phát hiện ra không bên này tôi cắt dây đỏ bên này tôi cũng cắt dây đỏ Vâng, bên này nó rất là chắc chắn Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng đã cắt được rồi Và bây giờ chúng ta cùng nhìn mặt cắt, mặt tiết diện của hai cái dây Thì chúng ta cảm nhận như thế nào Vâng, bên này gần như là nó chỉ có liền một khối vì các sợi đồng nó quá mềm Nên nó sẽ búi với nhau thành một khối Còn bên này khi chúng ta nhìn sâu vào trong này, zoom to nó ra Thì các bạn sẽ thấy nó có 7 khối độc lập và trong đó là chính là những sợi đồng kết tinh vào và sau đó là nó sẽ bó vào nhau thành một cái tổng thể đó là một cái cốt lõi cuối cùng khi các bạn muốn xem dây nào là dây thật dây nào là dây giả và khi các bạn cắt thì các bạn sẽ cắt cả ba dây thì các bạn sẽ thấy nó giống hết nhau là nó có, có độ úi và cái độ chính xác của nó nó là như vậy và với những dòng dây xịn như này thì chúng tôi thiên hà audio luôn cung cấp những Dòng sản phẩm chính hãng Vì chúng tôi đã có những thương hiệu Và đã làm những dòng dây này nhiều năm Và sự uy tín của Thiên Hà Thì luôn luôn đặt lên hàng đầu Và niềm tin của các bạn cho Thiên Hà Đó chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi Và đây cũng là một chương trình Để chúng tôi giúp cho các bạn Để cảm nhận được hơn Về những dòng dây đang có trên thị trường Và các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà của chúng tôi điểm đến của người âm nhạc Số 5, ngõ 198 Thái Hà Xin hẹn các bạn ở YouTube sau